chào anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với cái channel của tôi là tất gọi tài xỉu đây anh em. Thì đây này mình có mua lên một cái bản video gọi là hỗ trợ cứu cầu cho mấy anh em mà bắn bóng xa bờ đấy. Thì đây mong ạ, đây có một em trai tên gì không biết, cái này chắc tên ảo rồi anh em, tên là anh ba TX11 gì đây đấy, có gọi là liên hệ mình nhờ mình up lại vốn giúp đây. Em trai này gọi là vào kiểu bóng thua quá đi đấy, càng gỡ càng thua, thì nay có vào 35 củ nhờ mình là gỡ cầu tài xỉu anh em ạ, 35 triệu anh em nhé. Em trai này vốn hơi to tí, chắc cũng gọi là nhà có điều kiện không ạ. Đấy thì nhờ mình đang gọi là đang lên cái màn nạp chờ em trai chuyển tiền về đây đấy. Thì em trai cũng vừa thanh toán xong, đây là bỏ hồi ăn đầy đủ cho mình rồi, thì mình sẽ gọi là 35 triệu đầy đủ rồi ấy. Thì tiền về rồi mình vào cầu giúp em trai luôn thôi, chung là hỗ trợ được anh em, hỗ trợ hết mình anh em nhé. Ok anh em đấy. Rồi, xem từ tiền về chưa, anh em mình sẽ vào cầu chút lại cho em trai này anh em nhá. Rồi, ok, hiện tại tiền về rồi anh em nhá. Em trai này thì có như mình hỗ trợ kêu cầu với 4 tầm 35 củ này, thì mình sẽ gọi là vào cầu chút lại cho em trai đây. Ok anh em, đấy, 435 củ chút lại cho em trai đây luôn. Ok chưa, xem cái cầu trúng đẹp không, chút lại cho em ngay này. Đến là đón cho anh em mong nhá, rồi. Ok anh em, máy này thì bắn bóng em. Anh em bắn bóng xa bờ nhiều quá thì thôi đấy, mình sẽ cố gắng chốt lại cho anh em trai trong cái gọi là cái bốn cái lại an toàn thôi. Một cặp xỉu 10 bình thường, cầu đi một cặp bóng đôi như này thì mình sẽ gọi là tiếp tục mà mình đánh với xỉu anh em. Mà để chắc anh thêm mà xem mình cầu có đi với xỉu thật không. Ôi vậy tài rồi. Quay 2 xỉu 10 vẫn về tài đây, còn này xỉu 9 thì chắc đánh nhẹ và đem về cái tài đi. 35 củ để đánh khởi động nhẹ nhàng cái đầu tiên 5 củ anh em nhá. Mình sẽ cố gắng chốt lại to tí cho em trai thôi. Mấy anh em xa bờ thì chắc là mình ưu tiên chốt lại to tí. Cùng một phần tùy vào cầu, cầu đẹp chốt lại to mà cầu xấu mình chốt lại nhỏ thôi. Nên là anh em đừng có gọi là ấy quá mong nhá. Bàn xanh thì mình soi công thức này, hai tay vừa rồi cho anh em 10 cộng 2, 12 số chẵn về cho anh em là xỉu này. 10 cộng 3 số lẻ về cho anh em là tài, chẵn xỉu lẻ tài. Công thức thuận anh em ạ. 12 cộng 6 đi chẳng tiếp thì cái này thì bằng con xỉu tiếp vào đây, đánh tiếp cho nên một cái xỉu cái 5 nhá. Thì cái 5 cũ vừa rồi bằng đỏ mình bú rồi, thì bằng sau này 5 cũ tiếp cho anh em này. Đấy, ok cho anh em. Tiếp tục cho nên là bạn 5 cũ xỉu đây, xem cầu chuẩn đẹp không anh em nhá. Đấy, tài 12 tiếp cho anh em vào đây. Tài 12 xỉu 5. Cầu này về gì đây anh em ơi. Tài 16 à. Ôi tài khá là to anh em nhá. Đánh tiếp cho nên về xỉu và xỉu 5 cũ xỉu bằng đỏ này, mình sẽ cố gắng đánh thông liên tục như này ha. Thu là giảm thiểu cái khả năng mà thua tiền mất tiền ở đây luôn em ạ. Chúc up cầu mà up lại cho anh em thì rủi ro cũng cao, đánh về ăn chắc mặt bền, không dám ăn bừa nẩu anh em. Rồi cái này về gãy một tay rồi. Ok, 35 củ thì ok nhá, đang gọi là hơi vốn đây thôi anh em. Mình đang hơi vốn đây thôi. Cái này ăn thì mua là dương 5 củ nhá, còn cái này thua thì mình sẽ gọi là lỗ mất 5 củ đây cho anh em. Ok cho anh em. Lỗ mất 5 củ đây cho anh em luôn, xỉu nhẹ 5 củ không anh em ạ. Thôi 4 5 không sao mở rồi, ok. Ê, chấp nhận là lỗ mất 5 củ cho anh em đây thôi. 35 còn 30. Cầu này không về xỉu vẫn về tài đây, đánh cho anh em cầu 123 đi. 123 về bạn tài to tí cho anh em, bạn tài tầm 9 củ anh em nhá, đang lẻ tầm 9 củ 750k. 89 này, 112 rồi. Một tay 9 củ 750k về tài cho anh em ngay anh em ạ, xem thử cầu về chuẩn tài không anh em nhá. Đấy. Cố gắng chốt trả lại em trai cho em trai cái lại nha. 435 thì chắc là chốt em trai cái lại an toàn tầm 20 25 củ gì đấy. Cố gắng chút lại an toàn cho em trai đây thôi mong nhá. Ok chưa anh em? 9 củ 750k. Cái này 16 13 hơi khó rồi, suy nghĩ tí mong nhá. Mày đón xem suy nghĩ tính toán kỹ tí và vào cầu chốt lại cho anh em. Tài không em ạ? Hai nút rồi bú tài là xỉu đây. Rồi may quá tưởng 44 sai 2 thì bỏ mồm. Đấy cái này về chuẩn tài cho em trai nhá. Rồi 39 củ thì mình đang dương thêm 35 lên 39 thì đang dương tầm gọi là 4 củ ở đây đúng không ạ? Ở đây thì đang là cầu 123 kết thúc là tài thì mình sẽ đánh là xỉu anh em nhá. Đấy, kết thúc là tài với lại tài 11 nữa thì cái này về xỉu đẹp. Cho nên một cái xỉu đi. Ok thì cố gắng chốt lại to tí thì cái này chắc đây một tay xỉu to nhỉ, tầm 9 củ tiếp anh em nhá. Đang lan dư 9 củ đây nè, đánh tiếp cho anh em về một cây 9 củ 13k anh em ạ, 90 củ 13k cho anh em nhá. Ok chưa anh em? Anh em nhớ đi tài 11 xác suất về xỉu cao này. Tài 11 xác suất về xỉu cao hoặc là anh em thôi thì cái khuôn cầu là cầu 123. Cầu 123 hoặc là cầu 131 nó tương tự như thế thôi. Anh em cần để ý nó kết thúc là bằng cùng gì thôi. Kết thúc là tài thì kì mà đánh về xỉu mà kết thúc là xỉu mà đánh về tài anh em nhá. Ok anh em. Đấy, cho anh em về cái xỉu 9 củ 013k đây. Cái này bú thì cái sau đánh tiếp cho anh em về một cây 8 anh em ạ. Đánh cho nó hết tiền lẻ đây thôi. Đánh hết tiền lẻ đây cho anh em nhá. 9 củ 13k rồi anh em, mình bỏ bát luôn này anh em ơi. Đấy rồi, xỉu nhẹ không anh em. Xôi, 51 ra 4 chuẩn xỉu 10 cho anh em đây anh em ạ.
Ok chứ anh em, chuẩn đét đúng không? 35 là dương cây chín nữa thì hiện tại anh em đang dương tầm cho mình là tầm 12 củ ở đây rồi. Đấy, cố gắng đẩy cao mục tiêu lên tí nha anh em ạ. Thôi, dưới này cũng đang có cái xu hướng là còn 123 này. Thôi, về xỉu 123 này. À cái này xỉu trước đấy chứ à, chưa 123 anh em. Ơi, lại xỉu 10, đánh tiếp về tài cho anh em cái này nhá anh em. Ai tài to một tay cho anh em 20 đi mong ạ. Cái này khả năng cao, cầu này về tài chắc đẹp rồi. Đánh luôn tìm tay to. 1 2 3 4 5 6 7 đây đi. 7 củ 575k đúng không ạ? 575k. 575k đây cho anh em. Rồi. Ok cho nên một tay 27 củ 575k về tài đây. Mình tí nhé, xem thử cầu về chuẩn tài không anh em nhá. Đấy, đến đó cho anh em luôn. Cái này mà bú đi khả năng cao mình có thể chốt lại được luôn không ạ? Không phải là đánh lâm la tốn thời gian của anh em đúng không ạ? 20 củ đẹp cho anh em đây luôn. Đẹp như chân, in như thế này thì nó quá là tuyệt vời. Xem nào anh em ạ. Rồi thông luôn. Hai nút 60 cú nổi anh em ạ, 60 cú nổi đây. Rồi, ok, tuyệt vời, thành công rồi. May tôi nặng là 1.4 hơi dung tí mà ngờ cuối cùng là có 60 cú bớt cho anh em mình. Thì với 435 cú đây thì 35 mà lên 70 rồi. Cái lãi hơi to cho em trai rồi nhá. 35 lên tầng gần 74 cú đây đúng không ạ? 35 mà cộng 35 thì nó được tầm là 70 củ anh em. Là hơn ít 2 số 4 thôi. Dương tầm ở đây tầm bao nhiêu ta? À, 35 7 70 lên 3 nữa là dương tầm 38 gần 40 củ đây cho em trai. Đấy, chốt lại thành công cho em trai mùa bình bóng anh em nhé. Thì kênh mình chương chia sẻ cho anh em những kinh nghiệm kiến thức vào cầu giúp anh em mình có cái tỷ lệ xác suất vào cầu chuẩn chốt lại to ấy. Đấy, anh em xem video thì nhớ like, tim subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Đấy, cộng game TDDC. Chúc anh em chơi game thắng lớn. Bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Bye anh em nhé.